Mình chào tất cả các bạn nhé. Thì như mình đã nói là trong trước và đầu năm là năm nay mình dự định là sẽ tạm ngừng nhận những con máy sửa ở xa, do là cái đơn hàng này trước đó cái thông tin mình cho là hôm trước Tết, nghĩa là năm rồi các bạn. Thì cái đơn hàng của anh Trực này hình như là ở Bến Tre nè. Cái này công tá vừa giao thì bị chó xé các bạn, nên là nội dung thì nó còn nằm trên cái thông tin app, cái app của Việt Nam á. Thì cái đơn hàng của anh Trực thì trước đây ít hôm mình nhận, rồi ảnh có liên hệ với mình là anh hỏi là nhận được chưa. Và tình trạng thì anh nói như thế này, là nó con máy này chạy khó nổ như thế nào đó. Rồi mang ra thợ thì anh nói là khi mà để đó rồi anh đi mua đồ, nghĩa là anh đi công việc đó. Thì quay trở lại thì cái bình xăng con anh thấy là nó đã khác, nghĩa là anh nghi ngờ là thợ bên dưới đã thay bình xăng không chính hãng. Thì để thực tế như thế nào thì mình sẽ kiểm tra xem là tình trạng cũng như là bình xăng của nó có đúng như với lại là theo máy không nha các bạn. Vì hình như là anh có gửi hình cho mình, đó là dòng Cinewa 440 hay gì đó. Đây cái thông tin có kèm theo các bạn. Anh nói là alo mình trước để mình nói tình trạng máy. Thì hôm đó anh có nêu rõ cho mình rồi. Thì anh Dũng mình ở Bến Tre các bạn. Đây là thông tin của anh. Và thì anh có nói với này nè, là lúc mà nhờ thợ máy kiểm tra thì đã kiểm tra bộ chế rồi. Để mình xem coi. Đây trước mắt các bạn đây là dòng Cinewa 450. Con máy này tình trạng nó bị hà nổ các bạn. Để mình xem kiểm tra dần hơi nữa nè. Chúng ta sẽ mồi xăng trực tiếp luôn nha. Bộ chế này thì đúng là của nó rồi các bạn. Chế này chế One Pro của Nhật luôn á. Thì về tình trạng thì con máy này chỉ có việc là chưa có qua xăng. Xăng bên trong này còn nhưng mà hôi quá, xăng hư rồi. Xăng bị hỏng rồi. Dây xăng đã được đi thẳng luôn rồi. Đường dây bị hư các bạn. Chà, cục lọc xăng nè. Bây giờ cho các bạn vệ sinh kỹ như thế nào mà bình xăng, cái lọc xăng nó không tốt thì cũng đâu hoạt động được đâu. Đó. Cái này như vậy là mình phải vệ sinh lại cái bình chứa xăng. Hôi quá.
vệ sinh lại cái phần đường dây bên trong cái bình chứa này. Thì anh cũng có nói rõ là con máy này khi mà vào tải hoặc là nổ rồi là tự động một chút nó sẽ bị chết thôi. Thì đó là cái nguyên nhân mà tình trạng nó bị thiếu xăng các bạn. Các bạn phải kiểm tra kỹ lại những cái phần mà cổ hút này nè, có bị rách, hay bị tét hay bị như thế nào. Để mình xúc vệ sinh lại cái phần này mới được. Bình chứa này hơi bẩn. Giờ để mình kiểm tra xem. Em nên vừa vệ sinh cái thùng chứa xăng cho nó sạch sẽ, rồi bây giờ mình sẽ thay lại cái phần đường dẫn và cái cục lột xăng nha các bạn. Vì cái cục lột mà theo máy này là nó bị khá là bẩn rồi. Ở đây mình chậm cái khúc này là để mục đích đó là cho nó tiếp xúc tốt với lại cái đường này nè, hạn chế bụi bẩn vào bên trong cái phần lột e. Ta đặt cái vị trí dây xăng này, cái cục lột cho nó nghiêng về hướng bên kia các bạn. Cho nó nghiêng về cái hướng bên này nè. Để khi mà chúng ta nghiêng máy như thế này nè, nó còn đủ cái lượng xăng để mà chúng ta cắt. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cái thùng dây và chứa xăng vào. Sau đó mình sẽ kiểm tra bình xăng con lại. Các bạn kiểm tra lại cái phần mà khe hở giữa cùng điện và cái phần mâm lửa. Nếu có gì đó mà thấy sai thì chúng ta xử lý luôn. Đây, các bạn luồn vào đây. Đây cái phần này tại đây, chúng ta giờ lại đây.
như thế này các bạn. Bật kính. Bóp giống như là sợi dây ghim vậy đó. Ok, bây giờ mình sẽ kiểm tra lại cái phần bộ chế này nhé, chế không khí này. Bên dưới này nó có một cái miếng da hình mặt trăng các bạn. Thế thì mình thấy cái bộ chế này họ cũng đã làm thay hết toàn bộ những cái phần miếng da này. Nhưng về cái phần lược xăng thì các bạn cũng thấy rồi, phần lược xăng là quan trọng đầu tiên. Thì để xác định chính xác là cái bình xăng này nó còn hoạt động hay không, mình sẽ kiểm tra và lắp lại một lần nữa. Rồi sau đó mình sẽ nổ máy, nếu mà nó cho hoạt động và hiệu suất tốt ấy, thì chúng ta xem như là nó chỉ về cái phần lược xăng thôi. Còn nếu mà nó không ổn định nữa thì phải thay luôn bộ chế các bạn. Những cái này đã được thay mới hết rồi, bây giờ mình chỉ việc lắp vào thôi, vệ sinh sạch sẽ và lắp vào. Mình phải dành lại cái phần miếng da này cho nó được ôm tốt với lại để không khi chúng ta vào nó bị biến dạng các bạn. Ở đây nó hơi bị thừa. Đó, thì chúng ta để vào như thế này. Còn muốn biết chính xác hay không, nó có ngay cái vị trí này hay không, thì chúng ta để lại về phía bên này một lần nữa. Sợ nhiều khi chúng ta danh nó bị lệch á. Đây thì các bạn xem đây. Nó là như vậy đây. Mình sẽ bo trên cái phần trên này một miếng.
Rồi ok. Giờ mình sẽ châm xăng nha. Khi mà các bạn thấy ga anti, nghĩa là ga cầm chừng nó hơi nhỏ, mà mặc dù chúng ta đã chỉnh hết cái con ốc ga cầm chừng này rồi, các bạn siết con ốc lại vào thêm, siết theo chiều kim đồng hồ á, cho nó hãm cái lượng xăng lại, lúc đó ga nó sẽ giống lên nha. Thank you.
dây mát em bị đứt các bạn. Còn hay nước rồi. Đây là tại công tắc. Vậy là tại công tắc hoặc là cái chui đây. Vậy là mình vừa kiểm tra đơn hàng của anh Trực các bạn. Thì nhìn chung ra thì những cái clip mà mình nói về vấn đề mà xử lý sự cố của con máy cưa và máy cắt cỏ hầu như là trong vài năm trở lại đây khá là nhiều. Thì nhiều bạn xem kênh của mình, ít nhiều gì các bạn cũng đã có thể khắc phục được đó. Thì để trong thời gian sắp tới này để đổi mới, chắc có thể là mình sẽ phần nào làm những cái gì đó mới mẻ hơn. Nếu mà các bạn thấy quan tâm cũng như là thích kênh của mình thì các bạn nhớ đăng ký kênh. Còn những cái clip mà các bạn thấy thích thì các bạn nhớ bấm thích cho mình. Rồi, một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video nha. Chào các bạn.